thực hiện công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11. Sáng nay ngày 7 tháng 4, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu các chức danh trên. Trong ngày, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn việc đề nghị miễn nhiệm, thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết phê chuẩn việc đề nghị miễn nhiệm một số phó thủ tướng, một số bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ, một số phó chủ tịch và một số ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng, một số bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ và thảo luận ở đoàn. Trong phiên làm việc ngày 6 tháng 4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang làm Phó Chủ tịch nước. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.